Hello, xin chào mọi người, mình là Lê Trang và chào mừng mọi người đã trở lại với thử thách 2 tuần dẻo dai. Hôm nay là ngày đi một nửa chặng đường của chúng ta, đó là ngày thử thách số 7. Không biết là hôm qua mọi người chạy gam suốt 2 thấy thế nào rồi, mọi người có áp dụng được vào bài hát của mình không? Nếu mà mọi người có video nào sử dụng hợp âm suất 2 ở cuối bài thì hãy gửi cho mình để mình xem và mình có thể chia sẻ với mọi người anh em cùng nghe với nhá. Đến với thử thách của ngày số 7 ngày hôm nay cũng sẽ là một gam suất nữa, nhưng mà không phải suất 2 mà chính là suất 4. Bây giờ mình cho anh em 3 giây thôi để có thể suy nghĩ xem nếu suất 2 thì mình thêm bậc 2 thì suất 4 thì mình thêm bậc mấy nhở. Mọi người hãy bình luận ở bên dưới cho mình biết với. 3, 2, 1, hết giờ. Rất đơn giản thôi đúng không mọi người? Suất 2 mình thêm bậc 2 thì bây giờ suất 4 mình thêm bậc 4 vào là xong. Và cụ thể ở các đôi trưởng đồ mi sao là gốc thì bậc 4 của mình sẽ là nút pha đồ pha sao. Và từ đó mình sẽ có chạy giảm gam suất 4 cho ngày thứ 7 ngày hôm nay. Chúng mình hãy cùng đi vào luyện tập cụ thể nhá. Let's go. Bây giờ mình sẽ đánh mẫu hợp âm đô sút 4 một lần cho mọi người nhé. Đó chính là bắt đầu bằng đô. Bằng 4 đây là nốt pha. Nếu như cách sử dụng của hợp âm suất 2 mọi người có thể dùng để ở kết bài, thì hợp âm suất 4 mọi người có thể sử dụng đẩy ở cao trào. Nhưng mọi người hãy lưu ý này, nếu đô suất 4 ở trên bậc 5 thì mọi người sẽ hút dẫn về bậc 1 là về pha. Mọi người thử nhìn lên đàn và tính giúp mình nhé. Nốt đô này mình trừ xuống 5 nốt, xuống C, xuống A, xuống Sol, xuống Fa, là đi xuống 5 nốt. Thì khi đô suất 4 mình sẽ hút dẫn về pha, có nghĩa là đô đang ở bậc 5 thì mình sẽ hút dẫn về bậc 1 của pha. Mọi người bây giờ mình sẽ đánh một chút cái cao trào đấy nó dẫn lên về pha cho mọi người xem nhé. Thank you.
đô đang là trên bậc 5 thì mình sẽ về pha đúng không? Bây giờ mình thử một hợp âm khác đi. Ví dụ bây giờ đang ở hợp âm rê chẳng hạn. Nhớ hợp âm rê, ở đây mình đang chạy rê sút 4. Thứ nhất là mình về lại gam rê gốc đấy. Sau đấy thì mình có thể về gam bậc 1, có nghĩa là đi lùi xuống 5 nốt. Đã sẽ về nốt gì nhỉ, mọi người cùng tính với mình nhá. Nốt rê nhỉ, 1 này, Do 2 này, Si 3 này, Ba 4 này và về Sol. Mình đang chạy rê sút 4 này. Chơi tiếp và chơi tiếp. Mọi người lưu ý nhé, mọi người có thể sử dụng hợp âm sút 4 này cho đoạn đẩy lên cao trào. Và hợp âm này là một hợp âm hút dẫn rất là hay, nên mọi người cố gắng đừng để cái đoạn cao trào mà nó bị trống nhá, kiểu đang lên xong rồi tự dưng bị dừng lại ấy. Đấy, mọi người hiểu cảm giác đấy không? Nó cảm giác rất là kiểu bứt rứt ấy, nên mọi người hãy làm cho nó trọn vẹn nhá. Ngoài việc dẫn về bậc 1 về pha, mọi người có thể dẫn về bậc liền trước nó một cung, đó là ok. Vậy là thử thách của ngày thứ 7 hôm nay mình đến đây là kết thúc rồi. Có thể là đã thêm được kiến thức cho mọi người nhiều hơn rồi đúng không? Mọi người hãy cố gắng thử áp dụng những cái giải gốc, giải đảo, giải sút 2, giải sút 4 vào những cái bài định hát và những bài cover của mọi người nhá. Và rất mong là sẽ nhận được các video, những kết quả của mọi người. Ok, tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người vào thử thách ngày mai nhá. Bye bye, chúc mọi người ngủ ngon nha.